Dạ con xin chào quá, đang lên tiếp cô bác là một số máy xăng cô bác tham khảo nha cô bác. Máy đầu tiên á thì là Mitsubishi GM182, dòng này thì theo con nhớ á, là nó 6 ngựa cô bác, 6 ngựa. Máy này thì nó ở cho con nhớ lúc về là từ phòng cách âm của ở trong phòng cách âm, cho nên nó không có cái bàn ga nè, bình xăng với phần bô quá. Rồi bên con anh lớn mà hẳn có mới chế lại của bác à, một cái tay ga đó, ga sống của bác nào cũng bây chế thành ga chết á, bác xiết con tán này của bác, tán này nè lại để thành ga chết của đó. Bình xăng thì là bình xăng Honda rất là dễ kiếm của bác, chỉ cần của bác tới tiệm nào kiểu máy máy nổ của bác đều có thể kiếm gặp cái này, là tại nãy tại tụi con dơ nè. Đó, cái bình xăng mới thì nó rất là đẹp quá, à, quá coi nè. Với một cái bô Honda của bác. Còn phần bên trong máy thì nguyên zin luôn. Vì con nhớ như là máy này đổ xăng vô chạy cũng gì quá, có xăng vô chạy. Chụp giật zin nè, chụp giật của nó thì là trợ lực quá, chụp giật trợ lực, kéo thẳng dây là chạy qua, khỏi cần dùng kiểu nhiều sức gì hết. Áo cờ hoàng còn chưa bung mở nè, quá coi máy nè, rất là mới, rất là đẹp quá đó. Này thì hiện thấy như là bên mấy anh là có chế của bác là một cái công tắc máy phát cỏ nè đó. Bộ khóa dầu thì nguyên zin, tem còn rất là mới quá. 6 PS là dòng này 6 ngựa quá, 6 ngựa Mitsubishi GM182 6 ngựa quá. Đây con quay quanh đây nè, bình xăng đồ thì nguyên zin luôn đó. Rồi so cũng rất là mới, rất là đẹp quá, rất là sáng luôn. Đây tem quá coi nè đó, phần dưới quá, bộ quá dầu nguyên zin nè. Còn co này như co dầu mới quá, co dầu mới khi mà mấy anh gáp bình xăng á, rồi mấy anh gáp vô quá. Phần góc thì rất là đẹp luôn, rất là sáng đó, ở phần dưới của bác coi rất là đẹp. Nắp chụp cò là nguyên zin nè, còn rất là mới sáng luôn. Đây còn in hàng chữ nổi rồi của bác đó, ốc nè bác coi, cái cận rất là đầy đủ, ốc thì nguyên zin không có ngã màu gì hết. Quá phần mugi, chụp mugi rồi cũng zin nè, có in logo hàng chữ nổi trên này của bác, in logo ở đây nè đó. Con thấy thì người ta làm rất cẩn thận quá nè, vừa có miếng chụp bảo vệ kiểu như là tránh tiếp xúc với phần nắp bị đáp quá, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều á, thì người ta có làm chế làm một cái cách cách nhiệt trên nè đó. Còn cái phần bugi á, chụp bugi nè bác coi, rất là mới, rất là đen đen ngính luôn quá. Còn dây mugi thì người ta có gắn vô là một cái kiểu này như ống cách nhiệt quá, ống cách nhiệt quát kiểu như khỏi sợ kiểu chạy nóng mà nó bị quéo ống quá. Cái con quay mà sao quá tham khảo ha. Dạ kéo qua cái giùm tay. Làm sao vậy quá, rất là mới luôn đó, ấp giá mà nhìn rất là đẹp quá, còn rất là sáng. Ốc thì này ốc ghim thoải mái quá, ốc ghim thoải mái, hai con ốc bô nè. Này như mấy ăn có kèm thêm là hai con tán vô cũng vậy quá, ăn tán cho mày. Phần trong máy thì bên con đảm bảo là nguyên zin quá, hoàn toàn là không đụng chạm gì hết nè. Ốc thì còn rất là mới luôn, nắp như nắp nhớt nè, cái cạnh rất đầy đủ quá đó. Các bác coi lóc quá trời đẹp luôn. Cái này thì thuộc dòng cốt xéo quá, cốt xéo nè, quá coi nè, ốc nè, nắp bị áp thì quá mới, quá sáng quá đó. Đây ốc chụp cò nguyên zin luôn, thằng ga trong quá, trong lóc còn rất là mới, rất là sáng đó. Bác coi lóc quá đẹp luôn coi,
ốc sẽ nhớt rồi, không có dấu chày, chưa ngã màu, chưa phai, còn giữ được cái màu trắng của con ốc của cô, rất là mới. Để con nhà tài à dịch lên cô bác thông cảm quá. Đây con mình gà chân nhìn rất là mới luôn. Qua coi bảo vệ rất là kỹ luôn. Mấy cái miếng xốp đây mà nó chưa có bị kiểu như là mục hay gì quá, còn rất là mới. Máy này thì tụi con bán với giá là 3 triệu bao ship quá, 3 triệu bao ship. Mitsubishi GM 1826 ngựa. Số xe ghi của máy là 0723710 quá. 0723710. 6 ngựa. Tụi con bán với giá là 3 triệu bao ship quá. Quán nào mà tham khảo được xin vào liên hệ với số điện thoại trên màn hình quá. Clip của con cũng sẽ đến đây xin kết thúc. Con xin hẹn cô bác ở các clip tiếp theo quá. Bye bye cô bác.